trân trọng đến quý thầy cô giáo của ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo và đặc biệt là xin chào tất cả các bạn học sinh rất là đáng yêu có mặt trong buổi sáng hôm nay. Chào các bạn. Tôi có hai cái lời nhận xét dành cho các bạn. Các bạn muốn nghe nhờ là lời nhận xét vui hay là nhận xét buồn? Buồn trước đúng không? Lời nhận xét buồn của chúng tôi đó là các bạn hiền quá. Bây giờ phải giữ lên đúng không? Giờ là nhận xét thứ hai là tôi cảm thấy các bạn rất là ngoan, phải không? Ngoan thì là dễ thương rồi đúng không? Nhưng mà hiền quá không được. Và bây giờ tôi thử xem coi các bạn mãnh liệt cỡ nào nha. Tôi sẽ có một trò chơi và tôi có xin phép chị Trinh rồi. Đó là nếu mà các bạn chơi giỏi tôi tặng cho mỗi người một chai nước hoa luôn. Nếu mà chị Trinh không tặng tôi tặng, nhưng mà phải chơi rất là giỏi. Các bạn có nghĩ là được không ạ? Được ha. Trước khi các bạn chơi thì tôi muốn cho các bạn nóng lên chút bằng cách là tôi muốn các bạn thể hiện sức mạnh của các bạn ha. Các bạn thể hiện bằng tràng vỗ tay ha. Xin hỏi khối 10 của các bạn ở đâu? Gì vậy? Yếu ớt quá. Xin hỏi khối 12 ở đâu? Ồ, cảm ơn các bạn. Xin hỏi khối 11 ở đâu? Các anh chị sợ chưa? Cái này là tiếng hát, tiếng bơm nữa chưa? Còn các bạn khối 10 ở đâu? Em khối mấy vậy? Khối 10 sao không có thấy lên tiếng gì vậy? Xin hỏi lại nha, khối 11 ở đâu? Khối 10. Khối 12. Bây giờ không có mời khối nữa, tay chỉ về nhóm nào thì nhóm đó tự la, và nhóm nào la to nhất thì sẽ được bước vào vòng chung kết. Được không? Ok ha, chuẩn bị nha. Xin hỏi. Yếu dần rồi. Tuổi cao sức yếu có khác đúng không? Đó. Nó vui với các bạn thôi, chứ bây giờ thầy Sơn sẽ mời cả ba khối cùng thi đua với nhau và hy vọng rằng chúng ta sẽ chơi rất là công bằng. Các bạn sẽ vỗ tay theo lời yêu cầu của thầy Sơn, và nếu như nhóm nào đó mà vỗ tay được 7 cái mà không có ai vỗ tay lọt ra ngoài tổ chức thì minh chứng rằng nhóm đó rất là mạnh mẽ, nhóm đó là một nhóm đoàn kết, nhóm đó là một nhóm liên kết bạn bè rất là chặt chẽ. Xin hỏi đại diện khối 11 đâu? Không ai lên phải không? Bạn trai hay bạn gái đây? Em muốn đề cử bạn coi phim hoạt hình, truyện hoạt hình. Trời ơi, 11 rồi cưng. Tỉnh lại. Đi coi sách giáo dục giới tính, không coi, đi coi truyện hoạt hình. Đi lên đây với thầy Sơn, nhanh lên. Lên đây. Khối 12 sẽ là một cô gái được không? Được không? Rồi, mời đây lên đây với thầy. Này, lên đây với thầy. Ba nhóm mình sẽ quánh tù xì, coi nhóm nào sẽ làm trước và nhóm nào sẽ làm sau nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có ba thứ thôi, đó là kéo, rồi búa, rồi dao hả? Chơi dao đây. Kéo với búa với bao thôi, chơi dao đúng không? Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Rồi, vậy thì què. Tiếp tục. 3, 2, 1. Què tiếp. 1, 2, 3. Rồi, thôi xử luôn. Khối 10 làm trước, 11 làm sau, 12 về chỗ, làm cuối cùng, đi về. Rồi, bây giờ em sẽ đứng đây, em làm sao đây em trở thành một cái cheer rất là tốt để em động viên khối 10 của mình chơi hết mình ha. Thầy Sơn sẽ cho các bạn vỗ tay và hy vọng rằng các bạn sẽ liên kết bạn bè để mình đấu với các khối anh chị. Nhớ ráng tiêu diệt mấy cái khối mà tuổi già sức yếu, hiểu không? Nè, với cái khối mà yêu nhiều, tại vì 11 á hay lãng đãng tinh thần lắm, đúng không? Nha. Bây giờ thầy Sơn sẽ hướng dẫn nhóm mình chơi, là thầy Sơn nói nhóm chúng ta vỗ tay 2 cái thì các bạn vỗ tay 2 cái, 4 cái thì vỗ tay 4 cái, và càng lúc càng tăng. Và nhóm nào mà vỗ tay được 7 cái mà không có ai lọt ra khỏi tổ chức, thầy Sơn sẽ mua nước hoa Easy tặng cho các bạn. Chơi không? Chơi luôn ha, hết mình ha. Rồi, em có nói gì với nhóm em không? Giống như rút kiếm ra khỏi vỏ quá phải không? Em nói gì với nhóm em? Không biết nói gì đúng không? Bạn nói rằng là các bạn ơi, hãy nhìn nhan sắc của mình để trở thành động lực làm việc đúng không? Ok, vỗ tay đi khối 10 ơi. Rồi, bây giờ hy vọng khối 10 sẽ chiến thắng nha. Khối 11, khối 12 sẽ nghe kỷ luật chơi và các bạn đang có ưu thế đó ha. Rồi, xin mời khối 10 bắt đầu. Chuẩn bị cho nháp một lần thôi ha. Tại vì chỉ có nhóm đầu tiên được nháp thôi, hai nhóm chơi sao không được nháp. Xin mời các bạn vỗ tay 2 cái. Đó, thấy chưa, là bị pháo lũng, pháo lép đằng kia ngoài sao, không có tập trung tinh thần vậy đó. Một lần nữa thôi, xin mời các bạn vỗ tay 3 cái. Đó, ô, kiểu này chắc mất nước hoa quá à. Có gì chị Trinh làm nhà tài trợ phụ tôi 50%, tôi chia 50, chị 50. Dạ, ok, xin mời các bạn bắt đầu ha. 7 cái lần nha, một chặng đường rất là dài. Và nếu có pháo lép thì xin vui lòng chấp nhận sự thật, đừng có cãi lại ha. Xin mời các bạn vỗ tay 2 cái.
ở đâu nó lạc lạc á ta. Xin mời các bạn vỗ tay 4 cái. 5 cái. Xứng đáng chết rồi đó, đi về đó. Tại vì có người pháo lép đúng không? Hy vọng rằng khối nào mà chơi bằng cách là tấn công đối thủ là bị chết nha. Đó. Xin mời khối 11 bắt đầu. Nhóm trưởng lên đây. Em có múa lửa múa cột gì thì múa luôn đi, để cho dưới người ta có động lực người ta làm. Em có nói gì với khối mình không? À, muốn nói là khối mình phải chiến thắng. À, rất là tốt. Xin mời ha. Mời các bạn vỗ tay 2 cái. Thôi chết từ vòng gửi xe đi về luôn. À, tại vì các bạn không có sẵn sàng mà đúng không? Khối 12 nhóm trưởng của thầy đâu rồi? Mời Nguyên. Nguyên ơi, em nói gì? Làm sao mà con cái đầu tiên chết thì nhục lắm đó nha. Nguyên sẽ cố gắng và các bạn đừng có phụ lòng Nguyên ha. Chuẩn bị để tay sẵn đi nào. Xin mời khối 12 chuẩn bị. Vỗ tay 2 cái. Có người hại đối thủ tiếp tục được chơi đó. Tại vì các bạn mà hại đối thủ là bên này sống hoài luôn, bên này là nước hoa đó, không chịu đó nha. Xin mời các bạn tiếp tục. Vỗ tay 4 cái. Rồi thôi chết rồi. Anh này là nhà tài trợ nè. Bởi vì anh hại nhóm mình, anh sẽ mua cho mỗi một người trong nhóm mình một lọ nước hoa. Vỗ tay cho khối 12 các bạn ơi. Cảm ơn Nguyên. Cảm ơn các bạn. Theo các bạn là trong nhóm bạn, đố các bạn mình có thể có những lúc mà mình rất là đoàn kết với nhau, giống như chơi giày không? Nhưng có lúc nào tự nhiên trong nhóm 5 đứa con đứa nó đâm thùng lũng giống vậy không? Có không? Và thầy Sơn xin được chia sẻ với các bạn, bạn bè nó có 3 dấu hiệu. Và các bạn xem kỹ coi dấu hiệu nào là dấu hiệu đang thiếu trong mối quan hệ của bạn. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là cả hai người phải hiểu biết lẫn nhau. Các bạn ơi, mình chơi với người ta có nên hiểu biết người ta không? Hiểu cái gì bây giờ? Hiểu hoàn cảnh gia đình, đúng rồi. Hiểu sở thích và đặc biệt là biết nhà người ta. Chi biết không? Trời đất ơi, các bạn quen người ta, các bạn chơi với người ta mà các bạn cho mượn tiền không biết nhà thì làm sao mà đòi, đúng không? Ít nhất các bạn phải biết nhà, để lỡ mà tới chừng nó lừa mình đến ra ngay cổng nhà nó, mình giải đặt, mình ăn vạ, mình nói không trả tiền tao chết tại đây đó. Phải không? Như vậy người ta nói bạn bè phải có một yếu tố rất là quan trọng đầu tiên, đó là mình phải hiểu tâm tính và hiểu sở thích với nhau. Ví dụ thầy Sơn chia sẻ với các bạn rằng có những lúc các bạn rất là vô tình không hiểu được hoàn cảnh của bạn mình. Ví dụ như là bạn mình vô cái mặt buồn so, mình qua mình nói là ủa bầu hôm nhà mày đánh nhau hả đó. Mà thiệt sự hồi hôm ba với mẹ bạn cãi nhau. Như vậy rõ ràng là cái cách đối xử của các bạn nó không thực sự tinh tế. Và chính điều đó các bạn làm cho bạn bè mình rất là dễ bị thương tổn về mặt tâm lý. Dấu hiệu thứ hai mà chúng ta có thể nhận ra đó chính là sự đồng cảm. Bạn vui thì mình phải sao? Mình vui lay. Chứ không tự nhiên bạn vui cái mình buồn. Đó. Cái đó người ta gọi là bất thường về tâm lý đó. Mà bất thường về tâm lý thì nó sẽ dẫn đến sự mất cân bằng về sinh lý. Đó. Cho nên các bạn đó có để sự mất cân bằng về sinh lý nó diễn ra, mai mốt thầy Sơn phải thăm khám mệt lắm. Đó. Như vậy trong trường hợp này thế nào là sự đồng cảm? Các bạn vui thì bạn các bạn vui, các bạn buồn thì bạn các bạn buồn. Và đôi lúc bạn của các bạn buồn thì bạn phải thực sự thể hiện sự sẻ chia. Người ta nói chính là sự đồng cảm này sẽ làm cho bạn bè trở thành một chỗ dựa không thể thiếu được trong cuộc sống của các bạn. Các bạn biết không? Các bạn không bao giờ các bạn nói với mẹ các bạn những bí ẩn đâu. Nhưng các bạn toàn là nói với bạn bè mình: ê mày, trời ơi cái đó của tao nó vậy á mày. Đó. Rồi mày sao, thấy chưa? Có không? Cái chỗ này sao thấy cười khí thế dữ, hình như là biết ráo trọi bí mật của nhau rồi phải không? Đó. Như vậy rõ ràng là tại sao mình chia sẻ với bạn mình? Bởi vì bạn mình đồng cảm được với mình. Bạn mình có thể chia sẻ được với mình và tâm sự được với mình những điều bí ẩn, mặc dù thiệt sự nó cũng không biết gì nhiều hơn so với mình. Đó. Nhưng mà rõ ràng cái điều đó làm cho bạn bè rất là dễ đồng cảm với nhau. Và nếu các bạn mà xây dựng được mối quan hệ đồng cảm thì thầy Sơn tin chắc rằng các bạn sẽ là những người chiến thắng trong tình bạn. Và đặc điểm thứ ba rất quan trọng trong tình bạn đó chính là tình bạn phải có khả năng duy trì. Theo các bạn làm thế nào để có khả năng duy trì của tình bạn xảy ra? Xin hỏi các bạn là sáng nay các bạn mua một ổ bánh mì vô, các bạn ngồi, các bạn cắn từng miếng, các bạn nhâm nhi, các bạn nhìn cái cây phượng mà bắt đầu nó chưa có bông. Đó. Các bạn ngồi, các bạn nhìn, các bạn cười, các bạn nó không biết phượng chừng nào có bông ta. Mà cái thằng bên kia là sáng nay nó không có được nhận tiền ăn sáng từ phía mẹ. Nó ngồi, nó cứ nhìn cầu bánh mì mà nó đắm đuối. Các bạn nói, tăng làm gì nhìn. Đó, các bạn quá ư là vô duyên. Đó.
ít nhất là các bạn phải xẻ cho nó 2/2, nhưng mà mình nửa to nó nửa nhỏ, hiểu không? Đó, người ta gọi như vậy mới là duy trì và nuôi dưỡng tình bạn. Xin được chia sẻ với các bạn là ở tuổi này các bạn hay chơi những cái trò mà chính những cái trò của các bạn giết chết tình bạn. Ví dụ con gái người ta đang đứng vậy nè, tự nhiên là con trai chạy lại lấy cái đầu gối cùng vô cái nhượng người ta chơi vậy đó. Lỡ người ta ngã té mà chấn thương vùng kính thì kêu ba mẹ đến ký hợp đồng trọn đời, nghe chưa? Đó, tại vì bây giờ chưa cưới được, chưa đủ 20 tuổi, nhưng mà hễ cứ chấn thương vùng kính thì kêu ba mẹ tới ký hợp đồng chứ sao giờ. Ở đây có ai từng ký hợp đồng chưa? Cái mặt này nhìn ghê, dễ có dấu hiệu đó lắm đó. Đó, nói vui vậy thôi chứ không có đâu, thầy Sơn nói giỡn đó. Dấu hiệu thứ hai đó là các bạn phải tỏ ra rất là lịch sự với bạn bè. Các bạn có thấy ở tuổi các bạn đôi lúc các bạn giỡn quá đáng và làm cho tình bạn bị thương tổn không? Tự nhiên ví dụ đơn giản thế này, các bạn thấy mình giỡn không bao giờ mình biết dừng lại. Cụ thể như sau, cho một ví dụ các bạn thường dễ thấy nhất ha. Người ta mặc một cái áo mới, người ta dự định là trong lớp học thêm hôm nay mình sẽ rất là nổi bật, thậm chí là chặt chém với chị Trinh luôn, quất áo đỏ luôn chứ không phải quất áo hồng hồng cam cam giống như chị Hà Trinh, đúng không? Bắt đầu mình vô mình đi quất cao, mình xây 3 vòng, cái một cái đứa bạn thân của mày nói trời ơi sao cái áo của nhà mày giống y như cái vỏ gối ôm nhà tao vậy đó. Cái đó còn đỡ nha, còn nói ác hơn giống như cái thảm chùi chân nhà tao nó chết, đúng không? Cho nên các bạn rất là vô duyên, mà người ta gọi đó là thô bị ổi xá lị, các bạn hiểu không? Tức là chơi với bạn các bạn không hề biết nương bạn mình, mà tốt ngày các bạn cứ đè bạn bè ra chặt chém. Người ta gọi chính đó là cái kiểu mà làm cho quan hệ bạn bè nó sẽ bị phá vỡ. Xin hỏi các bạn ở tuổi các bạn, bạn bè có cần hay không? Cần thiệt không? Vậy các bạn tự tin kết nối bạn bè chưa? Bây giờ thử nha. Thành ơi Thành, Thành lên đây với thầy Sơn. Thành không được kể tên những bạn trong lớp của Thành, mà bây giờ thầy Sơn sẽ chỉ 5 bạn ở khối 10, xin lỗi 10 bạn, 10 bạn ha, ở khối 12 mà nếu Thành biết tên Thành sẽ nhận phần quà. Thành nhánh làm được không? Dạ được. Tự tin nha, không tự tin là chết ha. Thầy cho em kể 5 bạn và thầy chỉ 3 bạn thôi, rồi đứng xa xa để hắn liếc mắt nó tới 8 độ đi ốp lần đó. Đó. Rồi chỗ nào đâu không được kể lớp Thành là lớp này đúng không? Lớp em là lớp mấy? Dạ 12B4. 12B4, ai 12B4 giơ tay lên coi nào. Rồi, cấm ha, không được sử dụng nhóm này nha. Rồi bây giờ em chỉ đi. Người ngồi vị trí số mấy, bàn số mấy? Vị trí đầu bạn Nguyên. Bạn Nguyên có đúng không Nguyên? Không. Đó, chết chưa? Cho thêm cơ hội nữa. Ai nữa? Hàng thứ ba, hàng thứ hai đếm xuống, thứ ba bạn My. My đúng không My? Trời ơi nó chú ý thế em á, My biết không? Đó. Nhìn cái mặt trong sáng ghê lắm đó chưa? Đó. Dai thì không nhớ tên, nhớ trên gái đẹp, chết không? Này, tiếp tục ráng lên lên. Bạn Quang ở Quang có đặc điểm gì? Béo gầy cao to. Doraemon hay Nobita? Đeo mắt kiến. À, đeo mắt kiến phải không? Vậy là Nobita hả? Dạ. Rồi, chỗ nào? Cái chân mày đẹp đẹp á phải không? Có phải Quang không Quang? Đúng không Quang? Ồ, chính xác. Sao thầy giống như thấy giống trai em mà? Nói vui thôi nha. Rồi, bây giờ được 2 người rồi đúng không? Bây giờ bắt đầu qua khối 11. Cấm 5 hàng đầu tiên thầy chỉ một người. À, đứng xa xa. Trời lại gần nhìn bảng tên biết hết à. Em có biết tên 3 người khối 11 không? Nói cho thầy nghe coi. Đừng có chơi tự giới thiệu nha. Không biết. Không biết hả? Khối 10. Mấy bạn mới vô. Trời ơi, sao ông đàn anh toàn là không có biết quan tâm tới đàn em, vỗ tay cho đàn anh cái đi. Rồi bây giờ thầy giới thiệu ha. À, tên em là cái gì? Đây là Nguyễn Trung Hiếu, đẹp trai. Nè, có năng khiếu về thể thao đúng không? Có không? Thiệt phải không? Tại vì nhìn cậu này là lưng rất là ngắn mà chân rất là dài. Nè, còn đây là Tuấn. Tuấn có biệt danh đó là người đàn ông đa tình. Ha. Ok, kể lại cho thầy Sơn nghe coi hai bạn đó tên gì. Lấy cái tay che cái áo lại. Rồi tên gì? Bạn Hiếu với bạn Trung. Trời ơi, mới vừa nói cũng quên luôn. Đây là Hiếu, có năng khiếu về gì? Thể thao. Còn bạn kia? Đa tình. Trời ơi, em nhớ nha, nhớ nhìn cái mặt đa tình mình mốt mà hãy có con gái nào mà đeo bạn nó nói thầy Sơn nói nó đa tình lắm, cẩn thận nha không? Đó. Vỗ tay cho bạn nói vậy thôi chứ bạn cũng rất là xứng đáng nhận phần quà. Và như vậy để minh chứng với các bạn rằng các bạn có nên kết nối bạn bè trong trường mình không? Nên không? Mai mốt các bạn đi thi văn nghệ thì đâu phải các bạn ủng hộ cho lớp các bạn không? Mà các bạn ủng hộ cho ai? Cho cả trường.
thường mình mà các bạn không kết nối bạn bè thì không bao giờ các bạn nhận ra được những cái giá trị rất là đặc biệt về thương hiệu của trường mình. Cho nên các bạn phải tự tin kết nối bạn bè. Thầy Sơn xin được chia sẻ với các bạn 4 biện pháp để các bạn kết nối bạn bè.